Anh em hỗ trợ cho em nhá. Con xe của em đang lưu thông trên tuyến đường này và đang đậu đỗ ở bên trái, bên lề đường bên phải, nằm ở lề đường cách đường khoảng 3 mét nhá. Anh em hỗ trợ cho em nhá. Đội giao thông Hà Giang nhá. Bọn em không lưu thông nhá. Các bác vào hỗ trợ cho em với. Đây xe em đang đậu đỗ đây. Và xe em đi đủ tải các bác nhá. Bởi vì trạm cân tải lại nằm ở bên trạm cân tải lại nằm ở bên dưới kia nhá. Đây các bác nhá, các bác hỗ trợ em cái nhá. Đánh xe tiến lên. Vâng vâng. À vâng chú ạ, quay đây nhá anh em ơi. Trạm cân tải thì nằm ở bên dưới, cách đây khoảng độ 70-80 hết đoạn cua nhá. Anh em hỗ trợ cho em với. Đây trạm cân tải tít dưới kia nhá các bác nhá. Đây xe em đang nằm ở đây. Anh em hỗ trợ em vẫn. Các bác hỗ trợ em ấy. Xem đang hiện tại không di chuyển nhá. Trạm cân thì cách đây 700-800 mét. Nói thế nào? Nói bảo nó như nhau rồi chú xem nó không may nha. Để nó quá tải đi chứ anh Phật có nhiều tin bảo. Chắc chúng mày nói cho không khéo nên nghe. Suốt cả đội phó thì dưới này nói thì cháu bảo là bọn cháu có năng nói bình thường nhá mà các anh chỉ. Bác trưởng thôn à? Hả? Bác trưởng thôn. Trưởng thôn đứng kìa. Trưởng thôn bảo bác rồi. Cái này mình sai quá tải thì mình cứ làm luật luôn cho xong mẹ. Đeo chả thi nhưng nhằng là cái gì? Những nhằng chỉ thiệt mình. Làm luật nhưng mà các anh không nghe. Chả có thể trước hay chả là nào thằng không làm luật không nghe cả. Nếu chúng mày không khéo. Chúng vừa bảo rồi gì cả. Mày hợp đồng hợp tác ngay ban đầu thì bảo suốt từ đầu thẳng. Đơn giản chả thằng nào thằng bây giờ cứ đúng tải thì ăn cháo rồi. Có tài đúng chứ. Thì đấy chứ hôm nay có bảo là anh đang lập biên bản gì đấy anh? Nói thông báo trước nha, tiền chi phí cẩu anh sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng mà bây giờ là như nào anh? Vâng, em là lập anh không chấp hành. Em là chủ xe đây, bây giờ em đang rồi. Em có việc bận rồi em mới ra. Không phải ra giết thì cả. Rồi, anh tôi, giờ... Đấy, bây giờ vâng, nhất anh giờ là anh có chấp hành yêu cầu của tổ công tác thực hiện hành cái cân tải trọng của phương tiện mình không? Vâng. Đây, nếu anh thích anh bảo xe anh dừng độ, chúng tôi đã ghi clip anh lưu thông trên đường. Anh bảo anh đi đâu bây giờ mới ra? Nhá. Hôm nay em đi có việc bận anh. Đổi chấm thay đen đấy. Đây. Nhá. Cả con phương tiện đầu kéo của anh chúng tôi cũng có thông tin của họ. Chúng tôi cũng cân họ nhá. Cái này là người ta phản ánh rất nhiều rồi, hỏng đường của bà con nhân dân. Vâng. Nhân dân người ta khổ lắm rồi các anh ạ. Các anh đừng có đưa những xe to này vào nữa. Hỏng anh ơi, đường. Em bảo em chấp hành anh. Thế thì mời anh chấp hành anh đánh xe ra cân. Vâng. Còn dân ở đây người ta khổ lắm rồi, suốt ngày hít bụi các anh làm. Vâng, anh hỗ trợ cho em với. Đấy, anh em đang bảo em đi cân. Mời anh điều khiển phương tiện lên đi. Bây giờ mình đang đi xuống trạm cân dưới kia hay ở đứng ở đây anh ơi? Mời anh xuống chỗ kia mới cân được, còn đứng đây hỏng cái bàn cân của tôi lấy đâu ra bằng phẳng mới cân được kinh phí để mà sửa cân. Không có gì thì anh em cứ bảo nhau. Đấy có gì thì chị bảo chồng chị, cứ chả cứ bảo gì cả. Cáu gắt thế. Ai cáu gắt đâu? Tôi giải thích cho anh chị cách đây phải 3-4 tiếng rồi nhưng mà anh chị không nghe. Công dân không cho anh? Không, em mang không mang ạ. Anh có số căn cước không? Không ạ, em không nhớ. Cái này em mới là phát live stream trực tiếp luôn, cả xe lên cho cả cái nước Việt Nam người ta nhìn thấy luôn. Những cái xe đi theo anh có cái bản cân hết rồi. Đấy, bởi vì dân ở đây người ta có được hưởng lợi cái gì đâu, suốt ngày chỉ hít bụi mới lại ăn ổ gà thôi, ổ voi. Em chưa hiểu anh ơi. Bà con nhân dân người ta phản ánh đây, những cái xe của các anh chị như này này chở hàng nặng rồi xe to phá đường. Anh lên phương tiện và điều khiển xe về ấy đi. Anh lên xe đi. Vâng. Bây giờ anh mình lên máy xe đi. Máy lấy hơi đi. Không tí nó không có hơi là xuống dốc rồi không được đâu. Anh ơi, nhưng mà cái cầu chạm cân nó nằm ở 800m phía đường trước kia anh. Đấy là cân lưu động, anh hiểu chưa? Đấy. Nào anh cân lưu động, không phải chạm cân. Anh chắc là chạy xe cũng lâu năm rồi đúng không? Vâng, em nhưng cũng được. Nhưng mà chưa bị xử lý kiểm tra tải trọng bao giờ? Em chưa. À đấy à. Cái mặt bằng thật bằng của anh cân được. Cân của anh hỏng cân, anh chọn những cái điểm bằng mà thông thoáng thì anh mới cân được. Đấy. Lưu động anh ơi, lưu động mà anh em cân lưu động ở đường trước đây khoảng độ 800m anh ạ. Thì xe em hiện tại nó đang nằm ở chỗ này. Đâu xe anh đâu? Anh quay một xe này này. Tôi giải thích hướng dẫn luôn. Không đây đang phát livestream à? Hay là TikTok? Em đang livestream trên Google. Anh hỏi tất cả xem, hỏi tất cả nhân dân nước Việt Nam này xem anh nhìn vào cái xe của anh xem như thế này có được không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xe anh chở hàng đang có dấu hiệu quá tải và phá đường rất nhiều. Mà bà con nhân dân người ta phản ánh luôn rõ như ban ngày. Vâng, ok. Chả phải mập mờ cái gì cả. Thế thôi. Cái này đội huyện anh ạ. Giờ đánh đi cân rồi anh. Đấy, tôi mời anh đánh xe ra kia. Chỗ đoạn đứng thẳng ấy kìa. Vâng, để tí em xem em đánh xuống đến đấy anh hỗ trợ em tiếp nhá. Chắc là không có đâu anh ạ, để tí xuống em kiểm tra hết em đánh. Vâng anh ơi, tầm này chơi luôn anh ạ, đằng nào cũng mất tiền. Bây giờ bật mát lên cái.
đang chuẩn bị đến cầu Cân thì mình có phải xem kiểm tra cái gì không anh? Anh em hỗ trợ em với. Nãy nó cần hai con nhưng không biết nó có không. Anh ơi, trước khi cân thì bọn em có được kiểm tra tem kiểm định đúng không anh? Có đấy, kiểm tra. Vâng, anh như anh cho em xem tem kiểm định và giấy kiểm định kiểm và số xi cân và phụ kiện đi cùng ấy. Anh nào là đứng ra cân nhờ anh nhở? Hả? Anh nào trực tiếp đứng ra cân nhở? Đây của anh không cân. Không, anh ai là người trực tiếp đứng máy này ạ? Đây anh chứ đứng anh máy. Anh gì? Anh cho em xem tên để em. Đây là Nguyễn Duy Khánh nhá. 153850. Được rồi, tí em xem chứng chỉ vận hành cân của anh. Chứng chỉ vận hành cân. Chứng chỉ vận hành của người khi hành cân đi anh. Rồi rồi, ok. Thôi đằng nào cũng thế. Em cứ lai chim thoải mái. Vâng. Cảm thứ mang người ta hát bảo em cách làm. Đây anh ơi. Anh hiểu chưa? Vâng. Đây anh ơi, hai bản cân đây anh ơi. Đúng rồi. Đây. Được rồi, đến xem. Anh ơi, anh cho xe cho em xem cái giấy kiểm định và cái tí nữa giấy tờ của anh đi đâu rồi nhỉ? Tem kiểm định anh ạ, tem kiểm định và giấy kiểm từ định lúc ấy. Kiểm tra từ từ đã, để tôi nói lại, đã từ lúc kiểm tra anh đến bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? Hả? Dạ. Từ lúc kiểm tra dừng xe anh yêu cầu kiểm tra cân đến bây giờ là bao nhiêu lâu? Từ lúc dừng hơn 2 tiếng. Vâng. Hơn 2 là mấy giờ? Khoảng mấy giờ? Bây giờ là gần 17 giờ. Vâng, anh thông cảm em, lúc em bị đau bụng anh ạ. Thế là ý như nào? Lúc em bị đau bụng đi tào tháo rồi không mà được. Mà trong khi đó trời thì nắng nôi như này. Cố lên, người ta tư vấn không mất tiền thôi. Cố lên, mặt anh ra kia ngồi ghế đi đó. Ra ngồi ghế đi. Vâng. Cứ ra đấy ngồi ghế đi. Dạ. Đâu vào đấy hết. Đây anh ơi, còn nhân dân, đã có nhân dân ở đây người ta rất là bức xúc. Từ hôm qua đến hôm nay là anh em của tôi là cứ 24/24 hết. Vâng. Chưa ai được về nhà đâu. Anh ở Yên Bái à? Vâng. Em ở Tuyên Quang. Đây anh chụp màn hình với em mới. Đây xe đi cân đây anh ơi. Ai xem đấy à? Con nhân dân xem à? Không, tổ đội cứu trợ bọn em ạ. Anh bảo luôn là trên này bây giờ làm rất nghiêm để cho người ta biết. Vâng. Đừng có xe nào đi chở quá tải vào đây cả. Chúng tôi xử lý hết. Và cái quyết định thành lập trạm cân anh Di Động em bảo được rồi, để tí em xem sau. Đường không cấm à? Đường này không cấm đâu anh ơi. Đường này đường rộng. Anh em mà hộ em ấy nhá. Rồi anh cứ hỏi. Sao anh quay luôn vào xe như này này, xem nó như nào, hỏi như này thì có chở được không? Không, mọi người trả lời cho dễ. Cái này đang anh em đang hộ em vào cân cần những cái gì ạ?
điện thoại chụp hai cái series này cho anh. Đằng nào cũng không xin được anh ạ. Đằng nào cũng mất tiền thôi, vào mức nào mình chịu mức đấy. Còn nếu anh em sai đầy đủ thì mình lên cân, mà không có đầy đủ thì mình tính. Anh ơi, bây giờ đang làm cái gì anh? Anh chờ tôi tí, tập rút cái biên bản trường hợp kia ấy, cho nó xong rồi. Lúc đấy yêu cầu anh cả mấy tiếng rồi thì em không ấy, còn bây giờ thì anh lại ra đây là anh lại yêu cầu bọn tôi là như này. Em lúc đấy em đau bụng anh ạ. Lực lượng giao thông là làm việc là phải theo đúng lời. Lúc đấy em bị vệ sinh. Anh chạy chuyến này lâu chưa? Em mới lên đây được có chuyến này, chuyến thứ hai. Vâng, em vừa lấy con này mà. Anh đi anh thấy cái đường như thế nào? Đường này rất rộng anh. Không, cái đường mà anh đi ra đây, từ trong đấy ra đây, từ trong xã Bạch Ngọc ra đây ấy, nó như nào? Bình thường. Anh thấy nó còn chỗ nào giống ổ gà không? Cái này toàn ổ voi rồi. Đúng không? Này trẻ con này ta nhìn, cái trẻ con nó không biết. Trẻ cần trẻ nói phân tích thì nhìn. Anh ơi, cái này hôm nay anh đi làm có giấy thành lập trọng cân không anh? Dạ. Nay có giấy thành lập trọng cân không cơ? À có chứ, kế hoạch có đầy đủ hết, chứ bọn tôi không tự ý đi được. Vâng. Có kế hoạch lãnh đạo và cho phê duyệt chẳng thôi. Vâng, tí anh cho em xem hết nhé. Chất bị. Đây anh ơi. Anh ơi, cái tem... Anh ơi, cái tem cân ở đâu nhỉ anh nhỉ? Dạ. Cái tem kiểm định đây anh ơi. Đừng sờ đấy, tí thôi, nó lại nó đang bắt sóng rồi đấy. Đây, tem kiểm định đây. Bây giờ chụp này cho anh. Lấy máy anh, chụp cái này, tem cân cho anh. Đúng rồi, chụp cái chụp đừng ngố cầm lên. Vâng. Cái tem này chưa có ngày tháng anh ơi. Cái tem này chưa có ngày tháng nhá. Anh cứ xem trên TikTok nhiều, anh cứ xem đi. Ừ, đấy. Tiêm TikTok. Chung cả cái bên kia nữa. Vâng, sếp bảo hộ em ấy sếp ơi. Đây. Anh ơi, tem niêm phong đi, nó không có ngày anh ơi. Em chưa thấy cái tem này nó không có ngày anh. Không, cái ở trạm cân nó phải có ngày. Anh ơi, cái cân này nó không có ngày, có được không anh ơi? Cái tem kiểm định nó không có ngày này. Chụp nhiều à? Quảng cáo tuyên truyền. Vâng, để tí con. Em hỏi cái chứng chỉ nghiệp vụ người cân đây, nãy em lưu trong video đây rồi. Bà con còn biết chứ. Mỡ thằng này mình có được gặp đâu. Vâng, em có series rồi. Vâng, anh phải quay cả cái xe của anh nữa để cho người ta biết, không người ta lại nhìn một chiều. Vâng, nhìn vào cái xe chở hàng của anh xem nữa, kết quả phiếu cân như nào anh phải quay lại nữa xem kết quả cân của mình là bao nhiêu đấy, xong tuyên truyền cho mọi người cái nữa. Cái vâng, anh đã đăng phải từ đầu đến cuối, có hình ảnh từ đầu và đến cuối cùng là có kết quả, anh hiểu chưa? Không phải anh đăng hình ảnh thế này lên anh cắt ghép một cách không, khác tôi nói cho anh biết trước và anh có trách nhiệm trong cái hình ảnh của Hà Giang anh ơi. Đây em vẫn còn đấy. Quay cái xe của mình nhá, quay cái hàng hóa của mình nhá. Quay vào xe của mình. Không, hàng hóa thì tí cân sai đâu em chịu. Cái chiều cao thế như nào? Vâng, cân thì sai đâu em chịu vậy. Cái chiều cao kích thước của hàng hóa của mình nhá. Sai đâu em chịu mà. Vâng anh ơi.
Đấy, hai vợ chồng anh chị hỏi xem họ chở như thế này có đi được cái đường đấy không, cái đường này nó còn gì nữa không. Hả? Bà con nhân dân thì suốt ngày hít bụi với lại đi xe đường sóc ổ gà nguy hiểm, trời mưa thì nó trơn nó đổ trơn trượt, trời không giáo thì bụi mình nói gì nói nó phải đúng. Thực ra bọn em cũng chả biết, bọn em bảo giờ thì tại sao lại không biết bọn nói như nào. Bọn em mà chở như thế này đều vì tất cả gặp anh em, chứ còn nếu không thì bọn em cũng không đến nỗi như thế. Thôi thì các anh đi thi giấy phép lái xe, các anh đã biết rồi, học luật biết rồi, đừng nói cùn như thế. Vâng anh ạ, để tiệm hỏi tất, bây giờ lên tắt máy đi, lúc nào đầy đủ xong rồi bắt đầu mình trèo. Đấy, anh quay vào xe anh hỏi mọi người cho mọi người nhìn, người ta lại không biết. Xe này nổ lấy hơi đấy, không có nó xuống dốc là nó cứ đi thẳng đấy. Anh cho em xem cái tên anh tí. Tí nữa tôi cho anh xem. Điều quan trọng quá nhỉ. Thôi thì đằng nào cũng thế. Bọn tôi làm công khai giữa ban ngày ban mặt, tí tôi mời luôn cả người dân đến đây, người ta làm chứng kiến cái việc này. Không phải. Nhưng mà tí em quay hai cái xe kia, tí anh phải có biên bản cho em xem nữa, xem hai xe kia anh có cân đúng không. Nếu mà đúng đây nha anh em nha, bởi nãy anh cân hai xe, một xe cát và một xe đúng. Xe gỗ. Sao bảo người dân trong này là đừng trồng cái cây nữa nhá, chặt ra không bán được đâu. Thôi nói làm gì các anh ấy, nói làm gì các anh ấy. Anh ơi cho em xem cái giấy tờ để em trèo lên em cân anh. Thầu em cứ xem đầy đủ giấy tờ em mới trèo lên cân. Cung cấp căn cước của anh đi. Căn cước công dân của anh đâu? Bỏ căn cước ra. Anh có căn cước đấy không? Em không ạ, hôm nay em không mang. Cho xem qua điện thoại đi, để chúng tôi lấy thông tin. Không. Chụp ảnh căn cước không? Anh ấy cung cấp hình ảnh căn cước công dân đi. Đấy anh ơi. Tỉnh Hà Giang anh ơi. Đây anh. Các anh. Cái này đội anh ơi, đợi cái này đội từ huyện Vị Xuyên nhỉ anh nhỉ? Giao thông huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang anh ơi. Thôi mình nói làm cái gì cái chuyện đấy, nói làm gì. Vâng anh ạ, để tí em hỏi anh xem nếu có thì mình trèo, không có thì thôi anh ơi. Bởi hôm nay em nghĩ con này nó chỉ 10% thôi anh ơi, bởi vì hôm nay em bốc toàn hàng bé ở dưới mà. Cùng lắm là mất 4 triệu. Thông tư 67 khoản 5123 công khai thiết bị nghiệp vụ, bảng tên biển số xe. Vâng, em thấy đây rồi. Bác xem không. Vâng. Vâng, anh em hộ em ấy nhá. Thông tư 67 khoản 5 à. Quyết định ngày thành lập trạm. Anh ơi, đâu rồi anh?
Thế vậy em để em xem sao để em cân không tối mất. Em đi hàng còn xa. Cứ nổ máy lấy hơi đi. Không, xe em chỉ lổ cái là đi thôi. Cứ nổ máy lấy hơi ra. Không phải lổ máy anh ạ. Nổ máy lấy hơi đi. Đây. Vũ Thanh Tùng 151689. Còn Hoàng Văn Thái ạ. Em xin bảng tên ạ. 153654. Các bác vào hỗ trợ em nhé. Anh ơi, được chưa, để em vào ông cân. Sắp được rồi. Sao bây giờ anh lại sút ruột đấy? Không thì à, đâu. Anh lúc đấy anh cho bọn tôi đợi phải đến hai đấy hai. Không lúc đấy anh với anh đang cân hai con vừa rồi cũng vừa xong đấy. Tôi yêu cầu anh vào trước mà anh không vào. Sao phải sút ruột thế? Cái lúc bảo anh mời anh phải đến 50 lần anh không chấp hành anh còn bỏ đi. Chả hợp tác với bọn tôi lúc cái trời nắng. Tôi anh ơi, anh 3, cho em 3, 4 tiếng anh, rồi. Anh cho em xem phiếu thành lập cân em với. Phiếu thành lập cân. Vâng. Phiếu thành lập cân. Còn bọn tôi đi làm phải có kế hoạch đầy đủ chứ làm sao mà tự ý đi làm được. Phải lãnh đạo phê duyệt hẳn hoi. Quyết định thành lập trạm cân tải lưu động. Vâng, để tí em hỏi lại để xem anh trả lời thế nào. Anh cứ hỏi cho mọi người trên đấy. Anh là đội đội phó nhỉ? Vâng ạ. Anh để em hỏi anh tí để anh trả lời cho em, để anh tí anh em lưu video cho em cái. Anh em lưu video hộ em với nhá. Vâng, đường này đường tuyến anh ơi, lấy anh em là dòng em từ cái tuyến đường bé hơn anh ạ. Vừa mới ra đây thì lấy là trên đường mà trạm của em là nó đi không cái trạm cân này lúc đấy em đi là chưa đến đây ấy. Anh ơi, được chưa, để em cân. Anh cứ lên xe nổ máy lấy hơi. Không, xe em chỉ lổ máy là đi thôi. Anh cứ lổ máy lấy hơi đi. Không, lổ máy là đi được. Đấy, anh cho em xem đầy đủ là em vào cân. Lổ máy lấy hơi đi đã. Được chưa anh? Dạ. Được chưa? Anh lấy căn cước đi. Căn cước của anh đâu? Của em thì của em không tôi biết được gì nào. Không, cái nếu mà sai em chịu. Em là người quyết định. Anh cứ nói gì thế? Tôi đang yêu cầu. Sai không thì không sai không. Xe của anh sai hay không là anh cứ cân rồi. Anh cứ cho em cân xong là nếu thì... sai là bởi vì tất cả tên tuổi tiên... bởi vì xe em đây có bởi tất cả anh em anh sai đâu em chịu. Bình tĩnh mà nói, không phải có, nói. Vâng thì không, đây là có nghĩa là sai đâu em chịu. Sai đâu em chịu. Tất nhiên rồi, rõ ràng rồi, đúng không? Anh còn muốn xem biết tên từng người một đây, tên anh thì bây giờ bọn anh em tôi cũng chả biết anh là gì. Anh thì đấy em bằng lái của em đấy ạ. Nó phải có giấy căn cước anh ạ. Chị tìm cái giấy căn cước của anh ấy đi. Anh ơi, nếu mà không được 10 phút nữa là em cũng xin phép các anh, nếu em không đầy đủ giấy tờ. Sao có chuyện đấy được? Tôi bảo anh xem TikTok ít thôi. Tập trung vào việc lái xe ấy, mà chở cho nó đảm bảo an toàn giao thông đây này. Chở như này có nguy hiểm không? Bây giờ anh nhìn thêm. Đây này, anh nhìn đi. Anh quay vào cái xe anh để cho mọi người ta thấy đi đã. Muốn nói gì nói, nó phải có nhìn rõ như thế này. Một chuyện anh tí. Đây này, anh quay vào đây. Không, không bảo vợ em thôi đi. Cho em xin số của anh tí. Không phải, anh quay lên đây đi. Quay vào xe mình đi, đừng có một chiều nhá. Tôi nói cho anh biết, phải quay đủ cả tất cả mọi thứ. Quay vào xe mình cho mọi người xem nữa. Chia sẻ đi, mà đây chúng tôi nói thẳng, chúng tôi đây cân lưu động, chứ không phải chúng tôi lập chốt kiểm tra cân. Tôi nói thẳng cho anh thế. Vâng,
Nhá. Quay vào cái xe của mình cho mọi người xem mà xe mình chở hàng như thế nào. Trăm cân lưu động phải đầy đủ thủ tục. Vâng vâng, để tí em kiểm tra. Anh làm sao kiểm tra được chúng tôi? Người dân có quyền không, giám sát. Em hỏi ấy, em hỏi anh ạ. Nhá. Anh vừa phát biểu anh kiểm tra tí vâng. Anh kiểm tra anh sao kiểm tra được chúng tôi được? Vâng vâng. Mình am hiểu thì tất cả mọi người không ai em... cũng đây là tuyên truyền cho anh thôi. Đấy, bây giờ trước tiên mình ra quay vào phần xe mình đi. Thôi bọn em xe thì quay đằng trước. Bọn em thì bọn em thì thực ra là vẫn còn phải đi lại. Thì ai các anh tất nhiên là các anh vận tải các anh phải di chuyển. Bọn đi em vẫn lại, phải đi không? Lại thì bọn em thì không muốn đến như vậy. Đây chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi cũng không bảo anh rồi. Không ai làm khó khăn cho ai cả. Anh ơi khoảng 5 điều 5 là cái gì nhỉ anh nhỉ? Anh hỏi cái gì? Nó rất nhiều nghị định và thông tư. Vâng, để em xem. Trước tiên mình phải hiểu kỹ, hỏi kỹ. Vâng, để em vuốt đến nghị định này xong em hỏi anh. Điều 5 thông tư 67 là gì anh? Anh cứ lấy giấy tờ xe xuống anh xuống. Anh cứ hỏi làm cái gì? Tôi yêu cầu anh làm việc từ lúc 2 giờ hơn đến bây giờ anh cứ là gây khó dễ, anh càng như thế này càng gây khó dễ cho anh thôi. Tôi yêu cầu anh từ 2 giờ chiều đến giờ rồi. Bây giờ hơn 5 giờ rồi. Anh chống đối. Hơn 5 giờ chiều rồi, cứ chống đối làm cái gì? Thế là đơn qua vào đúng không? Sáng nay em mới vào. Sáng nay 7 giờ em mới vào. Xe em nó còn đang rò hết dầu kìa. Lại nó bị thủng tiêu dầu. Càng làm này càng ấy thôi, mất thời gian của mình thôi. Cung cấp đầy đủ giấy tờ đi. Bích ơi! Bích à? Bích bảo nào? Qua đây bạn. Đây là đông người xin hỏi lấy số mà bắt thì tôi ra kia anh em mình ra. Hỏi anh. Em xuất trình rồi anh ơi. VNID của anh em nào? Có máy ấy này rồi mà. Sao đấy? Nó bị đang bị thủng tiêu dầu. Máy nào? Xong chưa? Cắt cái điện thoại đi làm việc đi. Vâng vâng nhá các bác ơi, thôi để tí em ấy sau nhá các bác, hỗ trợ em sau nhá.